Xin chào các bạn Chúng ta đến với phần 12 Hồi ký của hụ cựu chiến binh Vũ Công Chiến Bộ đội Trường Sơn Chiến trường Lam Nào Mặt trận B3 Tây Nguyên Đắk Lắc Trời tối Anh quân phổ biến B5 chúng tôi Lại phải tổ chức quay lại khu vực đánh nhau Hôm trước một lần nữa để nắm tình hình Nếu địch rút thì kiểm tra lại khu vực đó Nếu địch còn lại thì trinh sát lắm địch luôn rồi xin đại đội tập trung đánh tiếp cho chúng một trận nữa. Tôi nghe nhưng vẫn nghĩ rằng chính là vì chưa biết tin về anh quán nên phải trở lại nơi đó thôi, chưa lắm địch cái gì. Chính sách tiểu đoàn đâu mà không giao phó lại giao phó cho chúng tôi. Hơn nữa nếu có đánh địch chắc tiểu đoàn phải bổ sung lực lượng chứ hôm trước chúng tôi đánh rồi đấy, có ăn thua gì đâu. Tôi nói điều đó với anh Trọng và anh cũng đồng tình, chắc nhiệm vụ tìm tử thi là chính thôi phải muộn muộn thì chúng tôi mới lên đường. Lúc này anh Quân không đi mà giao cho anh Trọng phụ trách nên tôi càng tin điều phán đoán của mình là đúng. Tôi cũng yên tâm phần nào với anh Trọng. Chứ nếu đi với thằng lễ phụ trách nhóm thì chắc là hết thôi. Vẫn đủ 6 thằng lính và tôi vẫn phải đi đầu chẳng cãi được. Chẳng biết hôm nay là bao nhiêu âm không có trăng nhưng trời cứ sáng bằng bạc. Tầm quan sát tới vài chục mét Chúng tôi vượt rất nhanh qua khoảng cách ban đầu từ vị trí chốt B4 tới các ụ mối gần sát chỗ sáng gặp địch. Tới đây chúng tôi giãn ra thư hơn nhưng anh Trọng vẫn bám sát ngay sau tôi nên tôi cảm thấy yên tâm. Tôi làm dạp xuống đất khá lâu lợi dụng các ánh sáng bàng bạc và nhìn vào khoảng trống của rừng. Không phát hiện được gì kể cả việc cố căng tay ra nghe và hít ngửi trong gió để tìm một điều gì đó đặc biệt. Vẫn tĩnh lặng Tôi tiến về ụ mối mà địch bắn M79 hồi sáng Nhưng tiến thẳng vào đó mà vòng rộng sang bên ngoài một chút Để quan sát được cả hai phía của ụ mối Đoạn cuối là bò nhẹ nhẹ như bò trong hàng rào đặt mình định hướng Tốc độ bò chậm và thời gian có lúc tưởng chừng như không trôi Thằng lễ chừng rút ruột bò nhanh lên sát phía tôi và dục quen trọng Thằng này nói tiếng gió rất kém, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn rất khó chịu vì cố nói nhỏ nhưng vẫn không phát ra tiếng gió. Tôi xoay người lại, ra hiệu cho anh Trọng là bảo phải thận trọng, không thể bội được. Thế là anh Trọng phải bò lùi lại, xoay cái bàn chân như xoa vào mặt thằng Lễ, thì nó mới im. Chúng tôi vẫn tiếp tục bò, rồi trước mặt tôi hiện ra một khoảng trống, rộng của cái vùng địch đóng quân lúc buổi sáng. Nếu có địch phục ở đây thì chắc hai bên đã lổ súng đánh nhau to rồi. Tôi đã sờ được vào một cái công sự mà không thấy địch, hố trống trơn. Lần mò tiếp một lúc sau chúng tôi bám được vào một dãy công sự toàn hố không. Anh Trọng phân công nhóm đảng lễ làm bám trụ, lấy lại mấy cái công sự ban đầu sẵn sàng chi viện. Còn lại ba anh em tiếp tục bỏ lên Bây giờ thì chúng tôi không phải bỏ mà lom khom di chuyển về hướng công sự này sang hướng công sự khác. Ở đây chỉ có hố chiến đấu, không có giao thông hào. Vượt qua khu vực công sự, anh Trọng còn đi rộng ra thêm, đi phòng địch và lùi ra xa một đoạn. Dùng công sự này làm bẫy chúng tôi. Sau cùng, chúng tôi xác định được chắc chắn địch đã rút. Chúng tôi kiểm tra toàn bộ khu vực có chừng hơn 40 cái hố và phát hiện ra 12 cái hố có lấp đất có vẻ như chôn người chết. Lống ra ngoài vùng Savaran của ta thì phải phải phân tán và di chuyển liên tục nên địch cũng không thể mang xác những tên chết đi được mà phải chôn tại chỗ ngay sau trận đấu. Chúng tôi kiểm tra kỹ nhưng không có gì thêm. Rất có khả năng địch đã chôn xác anh quán vào một trong những chiếc hố này nếu anh ấy hy sinh. Trường hợp anh ấy bị bắt làm tù binh thì phải đợi cấp trên nghe đài kỹ thuật của địch sau này thì mới biết được. Chúng tôi hội ý nhanh, thấy rằng không thể bới tất cả 12 hố để kiểm tra xác trong đêm, nên quyết định quay về báo cáo cấp trên xử lý tiếp. Sau chúng tôi về đến chốt B4 thì cũng phải đến mấy giờ sáng rồi, vì sau đó thời gian ngủ là rất ít. Đến sáng, anh quân cho người về đại đội báo cáo và xin chỉ thị. Còn lại một bê rưỡi, chưa đến hai chục người, vẫn làm tại chốt. Chắc cứ làm tạm ở đây chờ lệnh thôi, chứ địch ở khu rừng bản Phai rút đi rồi thì chặn làm gì. Có lẽ phải chờ chính sách tiểu đoàn lắm tình hình địch để tiểu đoàn sắp xếp lại vị trí tác chiến của các đại đội. Sáng hôm ấy, trong khi chờ tin của đại đội, anh Treo, bê trưởng B4 lại phát hiện thấy địch cũng phải đến 40 thằng. Hành quân xéo qua về phía bản La Thon là bản của đại đội tôi đang ở gần đó. Anh Trèo cũng là loại máu đánh nhau. Hôm nữa, hơn nữa thì hôm kia đánh trận ở Phôn Phai thì B4 ở phía sau làm công tác thương binh tử sĩ chưa có dịp lột súng. Thế là anh ấy kéo tất cả hỗn hợp 2B vận động chặn đường. Đi địch thì đi đường thẳng, chúng tôi chạy đường vòng, phải vòng rộng ra và phải giữ bí mật vừa có thể đón đầu chạy bở hết cả hơi tai dẫu là đường chạy chỉ chừng có một cây số nhưng không hề đơn giản vì rừng khọc thưa quá vì thế chưa kịp đón đầu thì địch đã phát hiện ra chúng tôi địch bắn loạn xạ ngay lập tức bằng đủ các loại súng trong tay chúng tôi cũng bắn lại nhưng chỉ có AK M.79 và B.41 còn B.40 thì đuối tầm nên cũng chịu cũng không thể vận động mà đuổi theo chúng được vì chúng đông hơn tôi cũng thấy lo vì thế này lại lâm một cái tình thế giống như trận vận động lần trước đánh địch mà cứ phải ép đánh nhau như vậy nhưng sau tiếng súng cứ nhỏ dần hóa ra thằng địch cũng lé tránh giao tranh và rẽ sang hướng khác đi xa dần rồi mất hút chúng tôi nằm lại ngay tại chỗ để thở vừa mệt vừa chán chẳng muốn làm gì nữa đến trưa thì có liên lạc từ đại đội đến báo tất cả phải rút về điểm tập kết của đại đội để chuyển hướng khác. Thế là chuyện tìm xác của anh Quán để lại. Không ngờ chiến sự kéo chúng tôi đi mãi ra khỏi khu rừng bản Pohnkai, từ đó mà không trở lại. Sau này tiểu đoàn xác nhận và đưa anh Quán vào danh sách hy sinh. Việc quy tập liệt sĩ ở Saravan sau chiến tranh không chú đáo nhất là như trường hợp của anh Quán tập kết về khu vực của bản La Thon được lửa ngày, chúng tôi nhận lệnh hành quân về hướng đông. Cả tiểu đoàn tiến sát về khu vực Tây Nam của thị xã Saravan. Không biết cái thị xã này hình thù và rộng lớn ra sao hay cũng chỉ nhỏ bé lèo tèo vài dãy phố như ở thị xã ngoài Bắc mà chúng tôi đi qua. Tuy thế tôi cũng nhận ra một vài đoạn đường có ô tô chạy. Nơi đây là bình nguyên nên có thể nói là không tốn công làm đường. Vì lên đã có sẵn rất cứng Chỉ cần tạo ra đường sao cho đừng vấp phải khe suối hay hút vào ủ mối là được Nhiều đoạn khá hơn cũng chỉ là đường lá dăm, Không thấy có đường nhựa Có điều nơi đây là các nhà sàn tập trung đông hơn Tuy đều sập sội, sập sệ cái thì bị mất góc, cái thì bị cháy rở, đa phần không có mái tôn che Trong cái bản chúng tôi vừa đi qua thì có dân ở, nhưng ở khu gọi là vùng thị xã này thì lại là bỏ hoang không có dân nơi đây cây khọc mọc chưa thớt và quanh đó là những khu nhà cỏ dại một mùa mưa đã mọc xanh cao um lên ngang đầu giữa khu nhà không có lối đi toàn phải đạp tự đạp thành đường ngồi dưới sàn nhà này thì không nhìn thấy người ở nhà sàn bên cạnh cảm giác lạnh lưng hở sườn không còn nhưng cái tầm bao quát thì gần như bằng không đại đội chúng tôi tập trung tại một khu vực có nhiều nhà sàn gần một con đường nhỏ chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã thu dọn xong chỗ nghỉ đạp cỏ xẹp xuống thành lối đi qua các trung đội các tiểu đội đều ở dưới nhà sàn còn sàn dù gỗ phía trên dù không đào hầm thì cũng cảm thấy là kín đáo lính tráng tổ chức bổ sung đạn còn cán bộ từ b trở lên thì đi họp bàn các phương án tác chiến Chẳng biết tiểu đoàn chở đạn dược đến bằng cách nào, nhưng chỗ lấy đạn cũng nằm cạnh đường, chỉ cách chúng tôi có vài trăm mét. Có lệnh lau súng và kiểm tra cặn kẽ. Đúng là cả tuần vừa rồi chúng tôi không lau súng, rất may là không ai bị tắc lần nào. Buổi chiều tối, tất cả tập trung nghe lệnh. Lần này chúng tôi tắc chiến theo kiểu mới, gọi là đánh theo kiểu mệnh lệnh. Điều này gần giống như đánh vận động, không có chính xác chuẩn bị, và sau đó lên phương án tác chiến. Trung đoàn chỉ xem bản đồ, yêu cầu đến ngày đó tiểu đoàn này phải đứng chân ở chỗ này. Tiểu đoàn giao cho từng xe hành quân đến vị trí được phân công. Mỗi trinh sát đi trước gặp địch đâu là đánh đó phải chiếm các vị trí cho bằng được. Bất kể tổn thất là ra sao, đúng là làm tướng điều quân như kiểu đánh cờ. Nhưng thật tình lúc đó chúng tôi chẳng nghĩ gì nhiều, lệnh trên sao thì nghe vậy. Với lại cả làng lúc ấy cũng là thế, chứ có phải riêng mình xê tôi đâu. Chiều hôm sau, trước khi xuất kích, B trưởng quân ra lệnh kiểm tra súng lên đạn sẵn. Của đáng tội từ sau trận của bản xoan, lúc nào súng tôi trả lên đạn sẵn. Bao giờ băng vào súng của tôi cũng đủ 31 viên, nhưng lệnh kiểm tra thì cứ kiểm tra. Tôi có kiểu kiểm tra riêng vẫn để nguyên chất an toàn. Chỉ cần kéo mạnh quy lát là nhìn thấy rõ thân viên đạn đồng nếu mà nó đã lên lòng Không như những người khác phải chống lòng súng lên trời hay chĩa xuống đất Tôi cứ tự nhiên quay súng ra chỗ sáng là được Dù lòng súng quay ngang không ngờ đang quay như thế thì anh trèo B trưởng của B4 đi tới Đứng ngay trước lòng súng của tôi Chẳng phải cướp cò gì nhưng anh ấy hoảng quá loa toáng lên Dìm cái lòng súng tôi xuống đất và dáng cho tôi một cái tát Tôi tức lắm nhưng chẳng dám phản ứng Phân trần thì anh ấy không nghe sau anh Trọng phải xin hộ và mắng bờ tôi mấy, mấy câu chuyện thì mới yên. Chuyện này về sau tôi cũng không để bụng vì anh Trèo đánh địch rất giỏi và chỉ hơn nửa năm sau thôi anh ấy đã lên làm đại đội trưởng của chúng tôi rồi. Đêm ấy chúng tôi theo chính sát đi theo hướng đã phân công, chính sát cũng đã đi trước chúng tôi được bao nhiêu, họ tới đâu chúng tôi bám tới đó. Có điều đặc biệt là trong khu rừng của thị xã Saravan này, không biết ngày trước địch phân bổ bố phòng kiểu gì mà lắm hàng rào thép gai thế thuần một loại hàng rào đơn thôi nhưng chúng tôi phải căng dọc như bàn cờ cắm đầu cắm cổ đi là vấp phải thế là tắt. lại phải tìm lối khác cứ lò dò theo chính xác là như vậy chẳng thấy địch đâu mà có lẽ cũng chẳng đi được bao nhiêu đường đất các xe xác các thì cũng như xe tôi chẳng thấy có hướng nào có tiếng súng nhưng xa lắm thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng súng và ánh chớp nhập nhoạng trên bầu trời do ánh pháo sáng hắt lên ở tít trên cao. Bây giờ trong cái âm u mịt mùng của cây cối đêm tối mà thi thoảng sẽ lẫn chỗ ánh sáng hắt từ xa tít trên trời cao đấy, cộng thêm với chân trùn vì đã phải đi ít nhiều cả ngày. Tôi mỏi vai và mệt mỏi nằm xuống. Nghỉ được một chút, chúng tôi lại hành quân tiếp. Đầu mùa mưa năm 1970, Trung đoàn 9 thành quân từ Quảng Bình ra làm thê đội 2 cho sư đoàn 2 của ông Nguyễn Trơn từ Quảng Ngãi sang đánh Saraban, Lam Lào để mở rộng dùng địa phóng, để đẩy địch ra khỏi xa chiến tuyến đường Tây Trường Sơn của đoàn 559. Sư hai có tiếng là thiện chiến và dũng mãnh, nghe nói trong đơn vị hầu như toàn lính Bắc. Mà trong các đơn vị chiến đấu có cả nữ nữa. Dù họ làm nhiệm vụ thông tin hay làm quân y, sư hai vào Saravan đánh đâu thắng đó. Trung đoàn 9 chủ yếu làm nhiệm vụ tảo thanh và đánh các đơn vị nhỏ của địch chạy bung ra phía ngoài rìa. À. Chiến sự đến đâu, dân Lào trong thị xã di tản tới đó. Họ bỏ lại tất cả để vào Bắc Xế. Chỉ có dân ở các bản vùng xung quanh là chạy được ít ngày tránh đường tên mũi đạn rồi lại quay trở về. Kiểu này làm lính ta liên tưởng đến những thành phần dân cư thành thị vùng lôn thôn, lôn thôn của Việt Nam thời kỳ chống Pháp. Lính E9 đi sau hưởng lợi về hậu cần từ các vùng dân đi nhiều. Có vẻ như là lính sư hai chấp hành chính sách dân vận tốt hơn. Tuy nhiên về chính sách thương binh tử sĩ thì họ làm hơi kém. Họ không lập các khu nghĩa trang tạm thời rồi sau đó lập quy tập đại thành bài bản như Trung đoàn 9. Khi mùa mưa đi qua được một nửa, dưới những trận mưa rừng như chút nước dai dẳng lên đất các lấm mộ, đất bị trôi để lộ ra những hình hài của liệt sĩ. Có xác những chiến sĩ nữ không được bọc tăng võng mái tóc theo nước xóa trải dài bên lề đường. Trung đoàn 9 lại phải dừng lại làm công tác tử sĩ. Để những người hy sinh được nằm yên dưới lòng đất, thật thương cho người con gái ấy, nhất là khi thông tin kèm theo xác họ chẳng có gì, danh mộ những liệt sĩ vô danh lại tăng lên. Về kinh nghiệm tác chiến thì trong trung đoàn tôi truyền tụng một câu chuyện nữa. Trong sư hai khi ấy có một vị tiểu đoàn trưởng mới có 22 tuổi, sau này anh ấy trở thành sư trưởng của sư hai thay tướng Trơn. Hình như là sư trưởng trẻ nhất trong quân đội ta thời chống Mỹ, có tên là Hồng Anh thì phải. Nhưng trong E9 chúng tôi lại có một tiểu đoàn trưởng trẻ không kém. Đó là tiểu đoàn trưởng của K18, anh Lê Quang Huân, cựu dũng sĩ mậu thân năm 1968 ở Thành Huế, nên nắm quyền tiểu đoàn trưởng lúc mới có 23 tuổi là đê trưởng nổi tiếng trong trung đoàn 9. Sau này, năm 1974, anh ấy sang làm trung đoàn trưởng của E19 thuộc Sư 968. Đầu mùa khô năm 1970, Cả tiểu đoàn của anh Hồng Anh và K-18 của anh Huân cùng vào cao nguyên Boloven để chuẩn bị đánh địch ở Bắc Sòn. Khi đó, địch cũng hay giải thảm B-52 ở Lam Lào. Lúc chọn chỗ đóng quân, K-18 được chọn trước. Anh Huân cho K-18 đóng ở ven rìa một cánh rừng già, có suối to chảy qua. Hầm thùng và hầm chữ A, nhất là đê bộ, phải làm kiên cố. Đường đi lối lại giữa các đơn vị thanh thang rửa bóng mát. Tiểu đoàn của anh Hồng Anh chỉ đóng cách đó xa chừng 500 trăm mét, nhưng lại chọn một chỗ trú quân giữa đồi lau, bạt ngàn. Hầm chữ A làm bình thường, đường đi nối lại phải vít các ngọn cây lau xuống buộc túm lại để ngụy trang, đi lại trong đó phải khom người. Chân đồi lau cũng không có nước, nhưng chỉ có những lạch nhỏ, muốn lấy nước thì phải tạo hố cho nước chảy vào rồi múc. Tất nhiên trong rừng lau thì chuyện lấu lướng phải cẩn thận hơn là trong sinh hoạt, tất phải có phần kém thoải mái. Thế vậy, lính tráng K-18 có ý định là lý sư hai quen khổ lên tự đầy ải nhau kiểu này quá thôi. Kết quả cuối cùng thì lại phải nhờ kẻ địch phán xét thôi. Chú quân chưa được một tuần. Một chiều thấy ba chiếc F-105 bay sạt lóc rừng qua khu chú quân, nghe tiếng động ầm ầm. Chừng hơn chục phút sau, chỉ nghe tiếng gió hút của bom rơi, rồi cả khu rừng mịt mùi trong khói bom. Ba việt bom B-52 đã làm trụi cả khu rừng già. K-18 bị tổn thất nhưng không nhiều do đóng quân chủ yếu là rừng phía rừng, rừng, rừng già. Nên chỉ dính tí việt B-52. Nếu cả tiểu đoàn nằm sâu trong rừng già, chắc đoàn lính Hà Nội chúng tôi không bao giờ biết đến K-18 anh hùng của Trung đoàn 9 nữa. Sau trận bom đó, ban chỉ huy của cả hai tiểu đoàn hội ngộ lính K-18 ngả mũ cảm phục những người lính sư đoàn hai anh hùng quá thiện chiến, quá dày dạn kinh nghiệm. Sau đó một thời gian ngắn, lính sư hai rút hẳn về nước, bàn giao toàn bộ địa bàn Saravan và cao nguyên Boloven cho trung đoàn 9. Thị xã Saravan dân không về ở, lên giờ đây hoang tàn, địch lống ra chắc cũng phải sửa sang tại nhiều nơi thì mới có chỗ đóng quân. Đêm hôm đó chúng tôi đi mãi mà không gặp địch, nhưng quãng đường đi không được xa, trời sáng chúng tôi phải dừng lại, còn chính sách tiểu đoàn vẫn tiếp tục lên đường bám địch. Nằm nghỉ được một ngày, gần tối lên đường đi tiếp vì trinh sát đã phát hiện ra chỗ có địch. Hóa ra nơi đây vẫn chưa phải là khu sở chỉ huy của địch. Chỉ có một đại đội của địch hình như nằm ở vùng tiền tiêu canh chừng Chúng nó cũng đóng tại một khu nhà bỏ hoang, nhưng quang đã hơn chỗ chúng tôi, chú chân hôm trước rất nhiều. Tiểu đoàn cho cả C6 và C7 chủ công cùng đánh. Có một điều là phải đánh đêm dù không phải sở trường của chúng tôi. Lần này có cối 82 của tiểu đoàn chi viện cho mấy chục quả, còn chủ yếu là hai khẩu cối 60 của C2 bộ binh. Địch đóng ra ngoài, không có hàng rào, nhưng những giá mìn Claymore xung quanh để tạo lớp vỏ bảo vệ. Cả hai đại đội được cấp mìn DH-10 để quét mìn Claymore cũng chẳng xác định rõ vị trí của địch vì không có hàng rào nhưng cũng không dám mò vào quá sâu vì khi vô tình nằm ngay sát dưới quả mìn Claymore khi bộ lộ thì địch sẽ bấm mìn nổ thì đi đời cả lũ. Chúng tôi chỉ ước chừng 4 quả DH-10 thẳng hướng sẽ xung phong. Lần này bố trí bình theo hướng làm ngang Do không có nhiều thời gian chỉ lấy được cối 82 làm hiệu lệnh nên phải làm khẩn trương Trừng 7 giờ tối thì nghe tiếng cối 82 bắn vào khu vực địch Chúng tôi bấm mình Hướng xe 7 cũng nghe mình định hướng lổ dầm rất to rồi cối 60 bắt đầu bắn Tiếng tóc đầu lòng nghe khá đanh, bọn địch nằm im chịu trận vì chúng tôi đã tập kích chúng. Chừng 5 phút sau, khi mấy chục quả cối và đạn đã bắn hết, lần lượt bộ binh xông lên. Chúng tôi dập một đoạn loạt đạn B-40, B-41 vào khu trước mặt rồi tiến lên. Chỗ này không như căn cứ ở khu đầu cầu mà phải tiến nhanh. Chúng tôi đánh như kiểu vận động, vừa bắn vừa tiến lên và bám vào các mốc làm vật chứng ngại. Nơi này chủ yếu là các cột nhà và cốc cây nhỏ, địch lổ súng bắn lại ngay, nên cũng dễ xác định được vị trí có địch. Hóa lực Lực B40 cứ nhằm các nhà sàn mà bắn, trúng nhà nào thì nhà ấy cháy. Chỗ này có cá nhân cũng có nhiều tác dụng vì khá quang, có thể bắn cầu vòng. Tôi bám sát ngay bên trái của anh Trọng, nghĩ anh Trọng tương B40 là tôi lại cho một quả điều đạn vào ngay cạnh. Rồi vừa quét la ca vừa vọt lên, mỗi người chỉ mang có hai quả liệu đạn, anh Trọng phải đưa cho tôi cả liệu đạn của anh ấy. Mỗi nhà sàn phải ăn đến mấy quả đạn B40 ấy chứ, không gian nóng cả lên những ngôi nhà sàn bốc cháy lửa sáng bập bùng nhờ ánh sáng đó nên quan sát khá tốt quân ta đông hơn nên đánh đánh vòng ngoài khá gọn địch bị cối sập một lúc bắt đầu lại bị quân ta đánh cả hai hướng trong điều kiện chúng không có hỏa lực mạnh nên bị thiệt hại và nhanh chóng co cụm lùi lại ngoài mấy trái M72 lúc đầu địch chỉ còn cối cá nhân M79 và súng bắn thẳng hướng đại đội tôi chừng ba cái nhà cháy sập và chừng trục xác địch làm gục bên công sự đào ngay dưới gầm nhà sàn. Lúc tôi vừa lép vào một cái cột để cháo băng đạn thì một mảng nhà sàn cháy sập đổ ập xuống, may là anh trọng kịp kéo tôi ngã ngửa người trở lại. Trận này địch co cụm lại, quân ta đông nên chúng bắn như đổ đạn vào những chỗ có tiếng súng. Cả đại đội có 6 khẩu hỏa lực B40, B41 mà bắn gần hết đạn vào khu nhà sàn, chưa kể M79. Tôi chưa bán hết băng đạn thứ hai thì C6 đã hội quân được với C7. Địch chỉ bị tiêu diệt một phần, số còn lại chuồn theo hướng khác. Chúng nó là thổ dân, lại chủ động lên rút lui rất nhanh. Vì đánh theo mệnh lệnh, mục tiêu chính là chiếm được khu vực đã định trước lên khi tiểu đoàn đã không bố trí lực lượng đón lõng ở phía thứ ba. Chúng tôi tạm thời làm trụ lại, tạo thanh tại chỗ và xem lại súng đạn. Tôi vừa lắp thêm băng đạn AK vừa nhìn quanh. Nhà sàn cháy rất nhiều, lửa cháy bập bùng cả một vùng rộng lớn. Nghe tin bên C7 hy sinh một người, còn C6 chúng tôi có hai người bị thương phải cáng về phía sau. Thế là mỗi trận đánh lại hao hủ thêm một ít quân số vơi dần. Hôm sau, chính sách tiểu đoàn bám địch luôn từ sáng sớm, tìm xem bọn địch đêm hôm qua rút đi đâu. Nắm được địch thì rút ra xa Chừng một cây số rồi trụ lại Tiểu đoàn cho lệnh đánh tiếp Lần này C5, C7 đánh trực diện Còn C6 chúng tôi vòng ra ngoài Đường đất theo hướng đông để chặn địch Nếu chúng rút tiếp về khu sân bay cũ của thị xã Đấy là nghe nói vậy Chứ tôi có nhìn thấy sân bay nào đâu Chúng tôi chưa làm ba cụm Mỗi cụm một trung đội Tạo thành một cánh cung vòng kiềng làm cách khu vực địch tới răm 600 m Men theo một con đường đất nhưng đào hầm cách xa xa tới vài chục mét. Chỗ này là rừng khộp, rất thưa, tầm quan sát rất rộng. Đấy là áng chừng thôi, chứ lúc này trời đêm mọi thứ vẫn nhờ nhờ. Đại đội bắt chúng tôi dù đất cứng đến đâu thì cũng phải đào cho mình một cái hố để làm kín người. Chúng tôi quen đào hầm trong đêm tối chỗ này lại là chỗ tự do, đào không phải giữ bí mật nên cũng khá thuận lợi. Đang đào hầm giờ thì nghe tiếng súng của C5 và C7 lổ mầm Một khoảng trời xa xa nhập nhoàng ánh đỏ, nhưng không sáng bằng khi địch bắn pháo sáng. Cũng chỉ chừng hai chục phút thôi là tiếng súng lịm dần rồi im hẳn. Chắc quân ta đã làm chủ trận địa rồi. Tại vì cái đội địch ấy đã bị đánh sơ sát từ đêm hôm trước, Chúng tôi căng mắt ra chờ những thằng lính tháo chạy qua đây, xong chờ mãi cũng chẳng thấy gì. Có lẽ địch bị tiêu diệt hết rồi chăng? Sáng rõ mặt người, đang nhai cục cơm nếp nguội khô thì chúng tôi phát hiện thấy hai thằng địch từ xa đi lại. Chắc đêm qua chúng nó lẩn trốn ở đâu, bây giờ mới mò ra tìm đường chuồn. Chúng đeo súng AR-15 trên vai chứ không cầm tay đi trong tư thế sẵn sàng lổ súng. Chúng tôi Chúng cứ long thóng chậm rãi đi theo con đường đất mà đi Xem ra thì chỉ có B5 chúng tôi là gần chúng nhất Chúng tôi làm im và dương súng chờ đợi Anh quân chưa cho lệnh bắn Vì địch có thể nhiều hơn Lúc hai thằng đi ngang tới vị trí gần chúng tôi nhất Thì tự nhiên anh Thành lại làm rơi khẩu M79 đánh cọc một cái xuống đất một thằng địch nghe thấy chợt đứng lại nghe ngóng như nhưng súng vẫn khoác trên vai còn thằng kia vẫn đứng tứng đi như không có chuyện gì xảy ra. Thằng thứ nhất rẽ ngang tiến gần đến cách chúng tôi chừng 20 mét, vẫn nghiêng người nghe ngóng. Trong khi thằng kia đang đi xa dần ra khỏi chỗ chúng tôi. Sốt ruột anh quân lệnh cho thằng thứ nhất điểm xạ. Anh quân bê trưởng của trung đội tôi bắn được thú rừng đấy nhé. Thế mà không hiểu sao lần này lại bắn trượt. Dù chỉ cách có hơn chục mét, tên địch hoảng quá làm dạp xuống nhưng hình như nó ủ tai hay sao ấy nên vẫn chưa xác định được đạn bắn từ đâu tới nó tụt súng ra khỏi vai nhưng lại ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh tăng tăng anh quân lại điểm xả nữa vẫn trượt thằng địch lại làm dạp xuống rồi một lát sau ngồi dậy ngơ ngác như thằng mất hồn nó vẫn chưa hiểu súng bắn từ đâu lại một lần điểm xạ nữa lại trượt thế là ba lần điểm xạ đi toi lúc này tên địch mới biết hướng của tiếng súng nổ và nằm im nhưng cái đầu của nó vẫn nhô lên rõ mồn một, một. Chúng tôi xem anh quân bắn như xem bắn tập. Trong tay chúng tôi có B40, M79 và cả mấy cây AK nữa. Nhưng chẳng nhẽ chỉ có một tên địch mà lã cả một đống đạn vào nó. Lần điểm xạ thứ tư của anh quân mới trúng đầu tên địch. Lúc này chúng tôi mới có thời gian nhìn kỹ ra phía đường. Thằng địch thứ hai vẫn lững thững đi trên con đường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó đã cách xa chúng tôi tới cả trăm mét rồi Thế là thoát Chúng tôi mò ra chỗ thằng chết hột Thu súng Anh quân vừa nhảy vừa lò dò Kêu lên có ma Có ma Sau đó chúng tôi quay về chỗ phục kích ngồi chờ tiếp Nhưng Cũng từ đó cho đến chiều Chẳng có ma nào đi qua nữa Gần một ngày chỉ có nắng và gió khô cả miệng Mà cũng chẳng nghe tiếng súng lổ ở đâu nữa Không gian vắng lặng một ngày chiến đấu của cả tiểu đoàn chúng tôi đã kết thúc. Thời gian đã qua đi đúng một tuần từ sau trận đánh vận động Phôi Phai. Hôm sau cả tiểu đoàn chúng tôi hành quân về các vị trí cũ. C6 chúng tôi trở lại bản La Thon có vẻ như đánh theo kiểu mệnh lệnh chẳng giải quyết được vấn đề gì. Địch vẫn bung quân ra đèn củ. Cả đại đội lại về khu tập kết ở cái chỗ mà chúng tôi bị trực thăng bắn đuổi ấy còn b 5 chúng tôi thì đi xa hơn một cây số lập chốt lần này là hướng về bản la thon chỗ này vẫn là rừng cột nhưng cây có lá khá dày kèm theo đó là rất nhiều những đụn cát nhỏ những cây cột lon chỉ cao chừng hơn một mét ở đây đất pa cát nên đào công sự rất dễ mỗi người làm cây hố đến thắt lưng đắp đất lên trên lắng đốt khô rất nhanh hòa lẫn vào trong những đụn cả cỏ xung quanh những thân cây thuộc non nên trông không có vẻ gì là có hầm hố. Chỗ này nếu có làm im thì địch tới gần sát mới có thể nhìn thấy chúng tôi, mà ngay cả ngồi im thì nó cũng rất khó phát hiện. Buổi sáng trôi qua thật chậm chạp. Lúc này chúng tôi đã hết cả thuốc dê mang từ trong cao nguyên ra rồi. Đánh địch mấy trận mà không thu được thuốc lá lên mồm miệng vêu ra ngồi chốt vì thế càng sốt ruột. Cỏ lon thì không có, mầm cột chỉ đắng, nên cũng chẳng có cái gì cho vào miệng nhai cho đỡ buồn. Lúc này đã vào hẳn mùa khô rồi, hơn tháng trời không có rau xanh, toàn ăn cơm nếp với muối nóng hết cả bụng. Tầm gần giữa chiều, thì anh Trọng bỗng lấy một hòn đá lém sang hầm tôi ra hiệu. Tôi dòng tay lên nghe, quả là có tiếng loạt sạt nhẹ. Chúng tôi ngồi thấp, nhưng vướng vào các cành lá cây nên cũng chẳng thấy gì. Mãi rồi thì cũng nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp đi trên những cành khộp lom. Chỗ này bốn phía như nhau, nên địch có thể đến bất cứ từ hướng nào. Rồi tôi nhìn thấy bóng ba tên địch năm năm cầm súng AR15 lặng lẽ đi tới, gần ngay hướng ngầm tôi. Tôi ngoái sang ra hiệu cho anh trọng bắn trước. Khi đi chốt phục kích bao giờ tôi cũng mong anh trọng lỗ B40 trước cho có uy lực. Rồi mới quạt AK phụ họa. Lần này cũng vậy. Khi mấy cái đầu địch phát hiện rõ cách tôi chừng chục mét, anh Trọng mới đổ súng B40, ung hoàng sát nhau và tôi cũng kịp lổ mấy loạt AK. Phía bên cạnh anh em trong trung đội cũng kịp lổ súng phối hợp, có tiếng chân chạy loạt xoạt rồi địch chạy ngược trở lại một đoạn rồi mới bắn trả. Chúng bắn mửa bãi chứ có nhìn rõ gì đâu. Tương cả M79 vọt ra phía sau. Anh Thành cũng tương mấy quả M79 về hướng địch nhưng cũng chỉ là bắn áng chừng. Tiếng AR-15 rẹt rẹt bắn lại nhưng bay tích trên trời cao rồi tắt lịm rất nhanh. Chắc địch chỉ có ít quân đi lùng sục thăm dò.